Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Nào, buổi sáng khởi động cùng tôi là các bạn ơi. Buổi sáng chúc các bạn nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và hoàn làm tốt công việc của mình. Ok, đây là đang là trời rất là mưa các bạn. Tôi đang khởi động hai em này. Đấy, hai em này như nào các bạn biết rồi. Hai em Povo nhá. Ok, tiếp tục, các em này đã khởi động. Nào, các bạn khởi động cùng tôi để lấy một cái tinh thần làm việc nào. Dậy thôi em ơi. Ui, xe khủng quá khác. Mở cửa cũng lạc các bạn ạ. Bạn ơi, quả thùng siêu khủng này. Các bạn là xe này thùng ghép đấy, không phải các bạn nhá. Nguyên bản, nguyên điện, đai nguyên kiện luôn. Ok, tôi sẽ lên khởi động. Hôm nay là trời mưa rào các bạn ạ, cho nên là khởi động chắc cũng phải là hơi vất vả một chút so với ngày bình thường. Ok. Ok. Sắp hết dầu rồi, một vạch dầu. Đấy, người ta cũng khởi động rồi các bạn ạ. Dosan DX. Chuẩn bị là lên đường các bạn ạ. Đó. Lúc nào chỗ này đến đây là chuẩn bị tiếp tục công vụ hàng ngày các bạn ạ. Con này sắp hết dầu. Nắp suốt dầu ấy. Đá lên cao nào đều về nó sẽ giữ ở mức cân bằng này các bạn. Đấy, ở đấy đợi đầy hơi xong làm việc các bạn nhá. Wow. Cộng đồng đi qua kìa. Đó, bạn thấy chưa? Wow, này hết dầu rồi. Cũng tôi sẽ chiến đấu với em kia. Đấy, các bạn thấy vừa cặp không? Gió nét lên thế nào? Nét lên thế nào? Đó. Bạn nhìn thấy kỹ chưa? Cô bạch cô. Tôi sẽ chiến đấu. Wow. Đấy, các bạn thấy cái này, cái rìa này là đất nó lún sâu quá các bạn. Nó quệt vào nó vỡ hết đây. Bấm tí lên này. Ok. Cửa nó trơn dã man các bạn ạ. Đấy. Khởi động hai em. Bây giờ đã đủ hơi mà em rồi. Ô, phải đánh ra cho con này ra trước các bạn nhé. Lốp của mình là ngon đấy. Chạy cái đất này lốp nó dày lên rồi. Ít mòn đấy. Các bạn này nhìn thấy được hơn rồi. Đã đi xuống máy trần ra màn luôn. Các bạn ấy mà chạy xe ben vào công trường các bạn nhìn thấy quả đường này cũng là hơi bùa đấy các bạn đúng không? Mà thôi, cố gắng. Có làm thì mới có tiền. Ui, mình bật quả lạnh thế. Đấy, quần áo này các bạn thấy không? Phơi giống xe này. Đúng là cuộc sống xa nhà. Cuộc sống ok. Tôi sẽ đánh con này ra để con kia ra trước các bạn ạ. Con kia xuống trước ra trước. Tối quá nhỉ. Quả đường này ác kìa. Ừ.
Wow, đấy, khởi động ngày mới là phải như thế, lúc nào cũng lên được. Ra kia, xe kia ra trước các bạn ạ. Bánh quay tít này các bạn ạ. Ô, không được nhỉ. Ô các bạn ơi, tôi phải cài cầu vào đây. Lên ngay mà. Nào, đây. Cài cầu phát là bốn bánh nó bới phát là. Trước kéo sau phát là lên ngay mà. Tôi bảo nó phải thẳng các bạn ạ. Nó phải thẳng. Cài cầu phát là đi đi thẳng. Đi lên ngay mà các bạn, thấy à? Và đường này nó cũng trơn qua các bạn ạ. Không biết có lăn bánh được không. Ôi. Nhường em kia đi trước. Hơi rồi, xe mình đủ hơi rồi, tắt máy ra. Đây, hơi của tôi là 2 kim cơ. Con kia là chỗ này là bơm dầu, con của mình là khác các bạn nhé. Ok. Trước khi sau khi sử dụng phải tắt đi các bạn ạ. Cầu ơi. Đừng có quên nhé. Ok. Đó, khởi động một ngày mới cùng tôi các bạn nhé. Ok. Chúc các bạn một lần nữa làm việc hiệu quả. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.